để anh em quay mấy anh em trên ghe bữa nay không có vô bờ cho nên là quay cảnh anh Năm bàn tay quen của anh Năm làng chè kế khô làng rung dữ anh em. Đây chân dung anh em đây. Đây anh em nãy giờ làng được mớ ké nè, ké hố nè. Ké hố mình làng mình lấy cái phần thịt của hai bên, còn phần xương anh em phơi khô. Chơi xương dê. Xương dê anh em. Mà ké hố mà mình làng thịt rồi, còn cái phần xương á thì anh em ở biển hay gọi là xương dê á. Đó. Xương dê này ngày xưa á, nói ngày xưa thì khoảng tầm vài chục năm trước á, thì mấy người lớn mà họ đi câu á, họ lấy thịt của con ké hố này họ lạng ra họ làm mồi câu, còn cái xương mà của con ké hố mà mấy con ké hố lớn không mà nha, cái xương của con ké hố thì họ phơi khô rồi đem về cho mấy đứa nhóc ở nhà ăn, giống như cái thời điểm của mình đâu á, là ăn mấy cái xương gian nè, gọi là xương gian. Chứ ké đây phần thời điểm đó là đi câu cho nên mỗi con ké mà câu được là quý lắm, cho nên là tất cả ké câu thì hầu như là lấy bán hết à, trừ những cái con mà nó hơi xấu á, những con nó hơi xấu là bị những cái con mà ké hố khác nó táp nó cắn bứt mình bứt đuôi á, thì mình những con nó bán giá trị rất là rẻ cho nên là mới đem về ăn. Còn những cái xương này nè, hồi thời điểm đó là cái hố phơi khô thì cũng không có để phơi khô đâu, lấy cái xương này nè đó, là phơi ăn rất là ngon, nó ngon hơn những cái con cá hố nhỏ đem đi phơi, bởi vì xương của những con cá hố lớn á mình lạng mồi ra thì còn cái xương nó, nhưng mà vẫn còn một xíu thịt ở trên xương, phơi khô ăn giòn giòn rất là ngon. Đó, lạng ba con rồi. Đây mình quay cái cảnh quanh xung quanh thử anh em đón xem thử mấy anh em của mình đang ở khu vực nào nha anh em. Đây mình quay cái cảnh quanh khu vực cho anh em xem. Anh em đón thử team của mình đang ở khu vực nào. Đó, đang lên giữa biển luôn anh em ơi. Biển đẹp quá. Cái sau khi anh em lạng xong lấy phần thịt, bây giờ anh tí tiến hành vớt bỏ trong cái son anh em, vớt cho nó dai. Đó. Anh em làm cũng rất là bài bản. Chung ngồi biển thì những cái lúc mà bận thì anh em làm những cái món nhanh, còn có thời gian tí xíu thì anh em làm bài bản tí xíu ăn với nó ngon miệng. Cái món chè ké là cái món nhặt công, ai mà có cái lòng kiên trì mới làm được món chè ké. Bây giờ thấy hình ảnh ở trong dung, thấy hình ảnh anh Tý đang quét chè ké không, đẹp đen không, một cái đàn ông của thời đại luôn. Quen đen. Đây nè, son nước của cái son canh chua chẻ cái hố bắt sẵn rồi nè. Anh em bỏ kè với me vô trước. Điện cho nên sáng rồi dở quay phim. Bên trong này thì mấy anh em cũng có một cái bàn, gọi là cái bàn gọi là bàn nước chè cà phê buổi sáng à, mời anh em uống cà phê với nước chè nha. Đây thấy không anh em,
ngâm mấy lon bò húc úp lạnh uống nhưng chờ đâu. Nãy giờ vẽ xong, bây giờ đỡ phơi nắng một lát cho nó dai. Bây giờ mấy anh em mới bỏ vô trong cái son canh chua nè. Son canh chua lúc nãy mấy anh em chuẩn bị nấu kè với me sẵn trước đó. Đó, nhìn vào xem. Anh em quay nồi canh chua mấy anh em mình vừa mới chế biến xong đây, hấp dẫn không? Canh chua chẻ cá hố nha, mùi hương rất hấp dẫn. Ở đây có dưa leo này, dưa chuột nè, dưa này nó không có dai, giòn giòn giòn. Mắm nêm hay còn gọi là mắm chấm, canh chua bốc hơi lên đẻ. Anh em dùng bữa cơm ở trên tàu nha. Ăn thử thử chè cái hố dai không? Tí ăn rồi, tí giờ ăn rồi cho nên miệng ông ăn đẹp á. Đây anh em, cái hố. Let's go, ăn thôi. Dài không? Không? Dài không? Vậy à, dài hơn cây nọc quê được quá. Nói chung mà chẻ cá hố thì vớt nó không có dai giống như chẻ cá nhồng hay là cá thẩn hay là cá thu, cá chuồng rồi anh em. Chung là chạy cái hố, bởi vì anh em ăn cái hố nghiêng con thì nó cũng ớn, cho nên anh em chuyển qua làm chẻ ăn cho nó bớt ớn. Cho chẻ cái hố thực sự là ở nhà làm cũng ngon, nhưng mà mình xay bằng máy là nếu mình vẽ tay thì mình vẽ phải lâu hơn, vẽ kỹ hơn nó mới dai, con cá mới ngon được. Ở đây trên biển cho nên anh em cũng vẽ vừa đủ nát con cá rồi phơi nắng một tí xíu rồi đem vô nấu thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn ra một cái nồi son canh chua chẻ cá. Mời anh em dùng bữa cơm ở trên thuyền nha anh em ơi. Đây anh em, đây tô cơm với một xíu cơm nóng kèm với mấy miếng chẻ. Chan vô một tô làm cỡ 3 tô này là vừa nha anh em. Mình về tô cơm ai đẹp hơn?